con cá mắm thôi. Chân tâm. Bà này cô mà quay video rồi, mà phát tán cho tất cả mạng xã hội rồi, cả nước ngoài nhìn cô đẹp quá, xinh gái nhất quả luôn. Sau ngoài video chúng ta chỉ biết chúng ta thôi, không cần mọi chỉ cần nổ, chỉ cần nổ nó mang bệnh cho Việt Nam đấy. Có bớt thật ngẩn cứ chỉ cần nổ. Lúc đổi thanh hoa mộc mộc thông cố lấy làm giả.